cái nơi đã sinh ra tôi và rất là nhiều sông nước kênh ngòi chằng chịt. Đây gợi nhớ lại cho tôi những cái kỷ niệm hồng quê mà không thể nào quên được trong lòng của một con người. Khi gợi nhớ về miền Tây, đây là những cái cảnh không thể nào mà quên được. Lội ruộng, lội sông, cùng nhau đi bắt những con cua, hái những cái nấm rau về làm những cái món ăn thật là giản dị. Cùng nhau đi qua những cái kênh đèo rạch, sông ngòi chằng chịt chỉ có miền Tây quê tôi. Và đằng sau đó là những cái cánh đồng lúa chín vàng để gợi nhớ lại cho tôi ký ức của một thời tuổi thơ. Nó còn vương vấn mãi trong lòng một con người. Khi mà mùa lúa đã chín tới, lúa đã vàng ươm trên những cái cánh đồng. Và đây là lúc mà người dân nô đùa háo hức cùng nhau để gặt hái được những cái thành công trong suốt có những ngày cực khổ để trồng nên cái lúa. Đây là lúc để chờ đợi gặt hái được những cái thành công sau bao nhiêu ngày cực khổ dầm mưa dãi nắng đã trồng được những cái cây lúa. Sự chờ đợi ấy rất là hạnh phúc đối với người dân quê tôi. Một cái quê nghèo, cực khổ. Khi là bao nhiêu người đã cùng nhau chở những hạt lúa của mình vào bờ để mà bán đi, để kiếm tiền, nuôi sống cho gia đình. Mùa lúa chín vàng cũng là mùa mà mấy anh em tụi tôi đi ra ngoài đầm bắt những con cua, con cá, những con chuột để cùng nhau nướng ăn vui khi mỗi khi mùa lúa chín. Đó cũng là những cái ký ức mà không thể nào quên được trong lòng của một con người, của người dân miền Tây quê tôi. Cùng nhau nướng những con chuột mà nhâm nhi dài ly rượu ở ngoài đồng thì đó là cái đậm chất của người miền Tây, rất là thật thà chất phác. Khi mát mẻ ngoài đồng ruộng thì không thiếu những thứ trái cây nước ngọt, cùng nhau những cái trái đồng quê như là cà na, lâm chôm, mình cùng ăn nhau ngoài đồng và nói chuyện vui đùa. Phong cảnh nó thật là mát mẻ. Những trái cà na ở đồng quê thì nó rất là ngon và chát, không thể nào mà quên được cái hương vị của cà na chỉ có ở quê hương miền Tây. Khi mà vào mùa lúa thì bà con rất là đông đúc ở ngoài ruộng để gặt hái được cái thành công của mình sau bao nhiêu ngày chờ đợi. Còn anh em tụi tôi thì đi bắt những con chuột để cùng nhau nướng và nhâm nhi tại ngoài đồng. Cái tình miền Tây, tình làng, nghỉ sớm, anh em nó rất là vui, thấm thiết. Khi còn những cái ký ức này, ký ức mà một thời không có internet. Cái tuổi thơ mà ai cũng phải từng trải qua, đó là cùng nhau đi ra ngoài đồng,
thắt những chiếc tàu dừa, thắt con cào cào, con chuột, những chiếc đồng hồ, những chiếc nhẫn để đeo, để làm trang sức. Nhưng đó cũng là một cái kỷ niệm đáng nhớ khi mình đã trưởng thành. Và đây là những chiếc đồng hồ trang sức bằng tàu dừa. Nó gợi nhớ là cho tôi những cái kỷ niệm thời thơ ấu, những cái món trang sức mà không thể nào quên được trong mỗi con người khi chúng ta đã trưởng thành. Ở ngoài đồng và cùng nhau nướng vài con chuột và nhâm nhi vài ly đế, thì cái tình làng dậy sớm lúc nào cũng đông đầy. Đó là người dân miền Tây của quê tôi, thưởng thức những cái món đặc sản: chuột, gắn, lươn mình nướng ở ngoài đồng, nó rất là ngon. Bây giờ thì tụi tôi đã lớn, mỗi người có một hướng đi và đi làm riêng. Nhưng mỗi khi gặp nhau là tiếng nói, tiếng cười lại nao nức, khiến cho tôi nhớ lại cái tình cảnh lúc xưa, thời còn bé. Những con chuột tươi mà nướng ở ngoài đồng, ngoài ruộng thì cái hương vị nó rất là thơm, rất là ngọt ngào, rất là đậm chất miền Tây. Chỉ có miền Tây quê tôi, người dân lúc nào cũng thật thà, chất phác. Ở ngoài đồng thì không thiếu đi những cái giọt mưa, những cái ánh nắng. Nhưng mà đây cũng gợi nhớ cho tôi một cái cảm giác mà dùng những cái tà lá chuối để che những cái giọt mưa, không để làm cho ướt khi mà nướng những con chuột. Nhưng đây cũng là một cái cảm giác rất là thú vị, mang đậm chất miền Tây. Cái món chuột đồng mà nướng nhâm nhi thì còn cái gì bằng. Các bạn khi mà về miền Tây thì đừng quên mà thưởng thức được cái món chuột nướng. Đó cũng là một cái đặc sản của miền Tây quê tôi, nó rất là ngon. Thank you.
khi mà đi ra ngoài đồng á, thì không thể nào thiếu được những cái lá rau mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta, những cái rau thiên nhiên chúng ta hái về làm những cái nồi canh để cùng nhau ăn qua những cái ngày gian khổ của người dân miền Tây. Tuy nó là rau dại nhưng nó làm rất được nhiều món ăn rất là ngon và bổ dưỡng. Về miền Tây thì không thể nào thiếu được những cái cảnh bắt ra hái rau, bắt cá, bắt cua, bắt ốc. Khi mà cả nhà vui vẻ đứt trứng như cái máy quay rất là đậm chất miền Tây. Khi người lớn của chúng tôi á, thì bắt cá, giăng lưới, mò cá. Còn tụi nhỏ thì nó lại tập bơi, rất là thích nước. Khi mà mùa nước nổi lên á, là nó tràn ngập ngoài đồng, thì các em nhỏ rất là thích. Khi người dân miền Tây của chúng tôi hầu như là ai cũng là người đã phải biết bơi từ sông nước hồi còn bé. Đây là những cái thành quả mà giăng lưới rất là nhiều cá, có thể đem lên làm mồi mình nướng hoặc chiên để nhâm nhi cùng những anh em ở trong nhà. Nó mang lại cái đậm chất tình làng nghĩa xóm. Người miền Tây rất là hiếu khách. Khi khách đến nhà chơi thì không có con gà, cũng con vịt, con cá hay là nấm rau, cũng đều làm được một bữa cơm đậm đà để cùng nhau ngồi lại ăn, kể chuyện vui. Thì chúng tôi lội sình, lội mương, nhưng mà những cái cảm giác đó nó rất là thú vị và tuyệt vời. Nếu ai là người miền Tây thì có thấy thích những cái cảnh đồng quê thì hãy tặng cho mình một lượt đăng ký để cùng theo dõi những clip tiếp theo. Và sau đây mình xin chào tất cả mọi người.